tết đấy, ong này vào trong đây này. Vào cả đống luôn các bác đấy. Vậy thì ong không bỏ đi vì là lạ này. Ong rất nhiều luôn, phải đến đây là phải đến đi. Ong vài thì gì mà không chết đây các bác này. Cả mớ luôn nhá các bác. Ông bên em xin chào bà con đam mê nuôi ong nhá. Thì hôm nay Nghĩa sẽ hướng dẫn cái cách đặc biệt đây cho bà con. Đấy, tại vì là bây giờ bắt đầu vào vụ thu rồi. Đấy, thì là bây giờ những cái tổ mà nó có một cầu đấy, với tổ hai cầu thì ta nên ghép lại, và nó xưa quân ta nên ghép lại. Còn tổ nào mà xưa quân quá thì ta sẽ rút bớt đi. Đấy, để cho cái đàn ong bây giờ là nó vào mùa thu rồi. Đấy, ngoài tự nhiên nó cũng đã có nguồn rồi, nguồn phấn rồi, nguồn mật cũng có một ít rồi. Nên là vì vậy nè, con bò chết. Xong rồi bây giờ vì vậy nè, thì là ta nên ghép lại để làm sao, để mục đích là để cho cái đàn ong nó khỏe lên. Đấy, mà nó có khỏe lên thì nó lại với tiết cái sáp để nó xây cầu. Đấy, thì sau đến khoảng, nếu như mà ta ghép vậy thì đến khoảng tầm hết tháng 10 ta lại nhân được giống. Đấy, chứ không là đến lúc đấy là không nhân được giống đâu nha các bác nhá. Nếu để một cầu là sẽ không nhân được giống, và nó lên rất là khó. Nên là bây giờ thì em ghép đây là tổ một cầu này, cho các bác con. Đấy, tổ một cầu nó rất là xưa quân nhà anh. Đấy, đây cũng cho các bác xem một tí. Đấy, nó bị sâu vánh tổ rồi. Đấy, tướng đây chắc. Đấy, con tướng nằm trong này. Đấy, thì bây giờ là mục đích của em là em ghép lại. Đấy, thì em để nó cách xa cái đấy ra rồi em. Có hai cách ghép nha các bác nha. Một là để tối ghép. Đấy, nhưng mà vì là em ghép như thế này em cũng, tại vì ong nó cũng không được nhiều quân lắm, nên là em để cả và em ghép thôi, em không cần bắt tướng. Đấy, ghép vào cái tổ này đây với các bác. Nên là em không cần thiết phải bắt tướng, tại vì hai tổ nó cũng không được. Úi giời, đưa thạch thùng bên đây con này. Hả? thạch thùng hai ba con với ong bỏ tiết này. Kiến đỏ nhanh lên. Nó lên kiểu chi đấy. Còn ong ngủ vẽ. Thì là em sẽ hướng dẫn dần dần. Nó có hai cái ghép nha các bác nhé. Thì đây là cái cách ghép mà ghép trực tiếp đây. Có nghĩa là cái cách ghép này thì là em vừa hướng dẫn, em vừa làm, em vừa hướng dẫn luôn cho các bác. Cách ghép thứ nhất là nếu như mà bây giờ là nó rơi vào khoảng tầm cỡ chắc bây giờ phải 6 rưỡi rồi nhỉ, hay 5 rưỡi rồi. Chỉ gần 6 giờ. Gần 6 giờ à? Gần 6 giờ nhá. Thì là nếu như mà các bác ghép trực tiếp thì giờ nào cũng được, cứ miễn là đừng có trưa là được. Nắng quá là không nên ghép, nhưng mà nó về chiều thì ta ghép lúc nào cũng được. Đấy là cái thứ nhất. Là cách ghép trực tiếp. Đây là em ghép, em đang ghép vậy là em ghép trực tiếp này. Đấy, còn cách ghép giáp tiếp là đến tối thì các bác có thể là nhấc cái cầu này sang cái tổ bên này thì sáng mai ta mới rút ra. Đấy là cách ghép thứ hai là gián tiếp, còn đây là ghép trực tiếp. Thì là bây giờ là ta cứ xịt khói cho nó thật đồng mùi đi. Đây là em gọi là cách ghép, đây là cách ghép trực tiếp. Đấy,
thì là các bác đợi khoảng, thường là các bác đợi khoảng 1 phút, không thì 30 giây để cho cái đàn ong nó ổn định đi, xong các bác đưa sang các bác ghép sau. Đấy là cái cách ghép mà nó cực kỳ hiệu quả. Còn là cái khoảng cách này thì là ta nhấc nó vào khoảng cách này thì có thể là một là ta để nguyên cũng được, không sao cả. Nhưng mà nếu ghép sớm hơn tí nữa thì là tốt, thì tối con ong nó vẫn biết đường nó vào. Nhưng mà nếu như thế này thì con ong nó sẽ không biết đường nó vào mấy. À, anh Lực, anh mới về à? Đấy, đi làm gần, chạy đi chạy lại. Lưng cá sang, không cần phải đây nhá. Em ghép mà em không bắt tướng đâu các bác ạ. Đấy, chứ nhiều khi là mình phải bắt tướng, nhưng mà như em ghép đây là em không bắt tướng, tại vì là tiến à, chặt chung là em không bắt tướng đâu các bác. Em lại xịt cho nó tiếp lần nữa này các bác. Không đốt đâu, bây giờ ong không đốt đâu. Thường là nó bị say khói là nó không đốt. Đấy, thì sau khi ghép xong như thế này này thì là ta chỉ cần lấy cái ván ngăn ra là được thôi, sau khoảng 1 phút cho nó ổn định đi. Thì sau khoảng 1 phút là ta lấy cái ván ngăn ra là được. Thì cái cách ghép đây là cái ghép trực tiếp nhé các bác nhé.
mờ mờ ảo ảo. Ông là phê phê làn của nhá. Vui lấy những ra thôi. Như cầu này nó cứ rời bỏ ra luôn. Đã còn đặt mặt cái ở bên hông thì cho nó hút. Bên tá à? Bên tá. Vô hết mà nó cũng cắn nhau nữa đâu mà nó đồng từ nó cắn. Ok chưa? Nghĩa ông bên em xin chào bà con đam mê nuôi ong nhá. Đây là cái cách ghép để dồn để cho nưng như thế đàn ong lên này. Này em ghép hơi muộn.